Xin chào các bạn đã đến với kênh Lâm Biên Hòa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ mời các bạn thêm theo chân mình đi về Việt Nam. Và trên cái chuyến hành trình Việt Nam có cái điều gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết nha. Bây giờ mình sẽ quay hành lý mình mang theo cái gì. Ok. Đây. Hành lý của mình mang theo hai cái vali với lại một cái vali kéo tay với một cái ba lô. Rồi, ok. Bây giờ mình chỉ chờ đến giờ để mình đi sân bay thôi. Ok, lên đường thôi nha các bạn. Trời đang mưa lâm râm. Ba lô này qua đây. Bye bye. Ông anh mình đưa bye nha nha các bạn.
tới sân bay nè các bạn. Nhưng mà mình đi tới sớm nên bây giờ nó chưa có mở cửa check-in. Nên là giờ mình phải chờ. Hãng EVA là nằm trên đây mà. Cũng có mấy người Việt Nam cũng đứng chờ như mình ở trong kia kìa. Cái terminal này nó ngắn củn chừng 200m thôi. Nếu các bạn mà đi hãng Singapore, hãng EVA, hãng Nippon Airlines của Nhật Bản á, là các bạn hãy đi vô cái terminal này. Thật ra cũng dễ lắm, vô cửa nào cũng vậy cũng được đó. Nó ngắn lắm chứ nó không có gì dài như mấy cái sân bay khác. Mình đi sớm mà vẫn thấy người Việt Nam đi còn sớm hơn mình nữa. Họ sắp hàng quá trực luôn rồi. Còn giấy rồi sắp hàng quá trời luôn. Sớm quá họ chưa mở quầy. Mình đã book online, check in online trước rồi. Cho nên khi mình ra mình check in rất là lẹ. Là mình vô một cái line mà check online rồi á thì người ta sẽ làm rất là lẹ. Còn mấy người mà không có làm họ đứng xếp hàng rất là lâu. Cho nên là các bạn mai mốt mà đi về Việt Nam thì nên check in online trước khi mình ra sân bay. Mình chỉ ra đó mình cần hành lý thôi là xong, không cần phải xếp hàng dài dòng. Đó là kinh nghiệm cho các bạn mai mốt đi về Việt Nam. Nếu mà có đi về Việt Nam thì nên check in online trước 24 tiếng. Ok, mình check in xong xuôi rồi các bạn. Giờ này còn sớm quá, mình đi vòng vòng. Quá trời người luôn kìa. Chuyến này đông lắm á. Drop back.
Mình đi vòng vòng ở đây chút xíu nữa thì mình mới vô cửa an ninh. Chứ bây giờ vô sớm quá thì cũng không có làm gì. Bên trong là cửa check an ninh đó các bạn. Nếu các bạn đi quốc tế thì các bạn phải đi vô cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ vô mình check an ninh nha. Mình vừa qua cửa hải quan rồi nha các bạn. Bây giờ mình đi tìm cái cửa để ngồi chờ thôi. Sân bay này nó có cái chỗ dành cho những người theo đạo Hồi giáo các bạn, để khi mà người ta cầu nguyện người ta có cái phòng vô đây nè, có cái phòng để vô người ta cầu nguyện ở trong đó đó, dành riêng cho những người theo đạo Hồi nha. Sân bay này nó đang làm lại cái terminal đi nè, các bạn nhìn nè, tương lai nó sẽ như vậy. Mình đang ở trong bay là rất là nhiều công nhân đang làm việc, căn nhà cũng gỡ hết luôn nè.
5 phút nữa là họ vô rồi. Giờ này là 12 giờ rưỡi đêm, thị trường vắng tanh, quốc tế thì không thấy đi nữa. Các bạn nhìn xuống phía dưới chỗ check-in nè, không có một bóng người luôn. Hàng quán họ cũng chuẩn bị đóng cửa, họ đi về luôn các bạn. Tại vì giờ này là Eva là chuyến bay cuối của đêm nay rồi. Đứng chờ để chuẩn bị vào cửa, mình cũng chuẩn bị vô luôn. Vô thôi thôi các bạn ơi. Thank you.
about it. Yeah. We need to change it up.
bạn ơi, sau 15 tiếng 30 phút thì giờ mình mới tới Đài Loan nha các bạn. Thì chuyến bay dài mệt mỏi luôn. Giờ tới đây chờ khoảng chừng tiếng rưỡi rồi mình sẽ bay chuyến tiếp về Sài Gòn nha. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.